Rất vui khi được gặp lại các em. Thầy là Phương, thầy đến từ hệ thống giáo dục Học Mãi. Và trong bài ngày hôm nay này, khó phết đấy nha, không đùa đâu, là bị động với các động từ tường thuật. Thầy sẽ hướng dẫn các em cách chuyển câu bị động đối với các động từ tường thuật. Cái này nghe thôi đã thấy hơi khó chịu rồi nhỉ. Thế thì trước tiên, khi trước khi chúng ta vào bài ấy, thầy cần phải hỏi các em ấy, động từ tường thuật nó là động từ như thế nào? Hay nói cách khác, em hiểu như thế nào về cái động từ tường thuật? Đấy, thầy nói luôn như sau. Động từ tường thuật, theo như cách nghĩ của các em ấy, có lẽ là tường thuật lại lời nói trực tiếp của người ta. Nhưng thực sự là không phải như thế. Như thế thì nó hẹp quá. Động từ tường thuật thực ra là gì đây? Là những động từ dùng để truyền tải lại lời nói, suy nghĩ, mong muốn và niềm tin của người khác. Được chưa? Nó truyền tải lại lời nói, suy nghĩ, mong muốn và niềm tin của người khác. Nó tường thuật lại tất cả những cái gì có thể sinh ra từ một cái suy nghĩ của người ta. Thì gọi là tường thuật. Từ lời nói này, mong muốn này, suy nghĩ này, ước muốn của người ta. Và các động từ tường thuật thường em sẽ gặp, chúng ta có như sau. Động từ đầu tiên rất nổi tiếng là động từ say. Động từ thứ hai chúng ta gặp, thường gặp thôi nhé, thầy không thể liệt kê hết được. Động từ think. Động từ thứ ba là động từ believe, tin tưởng. Động từ thứ tư là động từ expect, mong đợi. Động từ thứ năm là động từ estimate. Động từ thứ sáu là động từ suppose. Và chấm 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 chấm. Có rất nhiều động từ kiểu như vậy. Nhưng có lẽ đây là những cái người ta hay gặp nhất. Và say, think, believe, expect, estimate là những cái em sẽ thường gặp nhất với loại bị động này. Bài học này có quan trọng không? Sao lại không quan trọng được? Phải quan trọng thì mới dạy chứ. Cực kỳ quan trọng. Và bài học này có thể xuất hiện trong đề bài của bọn em trong đề thi trung học phổ thông sắp tới ở hai câu đàng hoàng. Tức là gì? Có thể thi một phần viết lại câu và có thể thi cả phần trắc nghiệm chọn đáp án cho nó đúng nữa. Vậy thì chúng ta sẽ phải vào ngay thôi. Bị động đối với động từ tường thuật. Thì khi chúng ta nói chuyện là gì? À, câu động từ tường thuật này có dạng bị động. Tức là chắc hẳn nó sẽ phải có một dạng chủ động trước đã. Vậy dạng chủ động của nó là gì? Chúng ta sẽ viết đây. Nhìn lên bảng đây, chúng ta có này. Dạng chủ động, thầy viết là active. Từ bây giờ thầy sẽ ký hiệu là chữ A. Hai chấm, chúng ta sẽ có một chủ ngữ thứ nhất cộng với động từ thầy ghi ở dưới là tường thuật này. Cộng một động từ tường thuật. Rồi chúng ta cộng với cả that. That thì có thể bỏ đi. Sau đấy cộng với chủ ngữ thứ hai. Rồi cộng với động từ thứ hai. Và cộng với thành phần đằng sau của động từ. Chấm. Đây chính là dạng chủ động của nó. Lấy một ví dụ như sau. Nào. People think that he has left the country. Rồi. Mọi người cho rằng, mọi người nghĩ rằng anh ấy đã rời bỏ quốc gia rồi. Đây là một câu chủ động của động từ tường thuật. Câu chủ động này gồm có people là chủ ngữ này. Think chính là động từ tường thuật của chúng ta này. That thì tương đồng với that đây. He là chủ ngữ thứ hai. Has left là động từ thứ hai. Và the country chính là thành phần sau. Đó, nói cách khác nó chính là tân ngữ. Được chưa? Vậy thì yêu cầu của đề bài là gì? Là chúng ta sẽ phải chuyển một câu như thế này về thể bị động. Chúng ta có mấy cách chuyển? Xin thưa, chúng ta có hai cách chuyển. Cách đầu tiên cực kỳ dễ. Dễ lắm luôn ấy. Và nếu như có thi vào cách đầu tiên thì đây chính là một câu cho điểm. Và khi mà thi vào cách đầu tiên này, em không được phép mắc sai lầm. Cách bị động thứ nhất, thầy sẽ ghi là passive. Sau thầy sẽ để chữ P. Một. Cách chủ động thứ nhất, chúng ta chuyển như sau. Chúng ta sẽ mượn một cái chủ ngữ giả là it. Sau đó chúng ta cộng với một động từ to be, rồi cộng với phân từ 2 của cái động từ tường thuật ở trên. Lưu ý ở chỗ này này, cái động từ to be của chúng ta ấy sẽ phải chia theo thì của cái động từ tường thuật này. Tức là động từ tường thuật này ở hiện tại thì to be ở hiện tại. Động từ tường thuật này ở hiện tại hoàn thành thì to be ở hiện tại hoàn thành. Và tương tự, động từ này ở quá khứ thì to be cũng phải ở quá khứ. Sau đó chúng ta chép nguyên mệnh đề that lại. That cộng chủ ngữ số 2 cộng với động từ số 2 rồi cộng với thành phần đằng sau. Rồi, chấm một cái.
Ví dụ như ngay ở câu này thôi, thầy sẽ chia câu này lại bị động như sau. Nào, đầu tiên chúng ta mượn chủ ngữ giả là it. Cộng với be, động từ tường thuật chúng ta là think. Và think chia ở thì hiện tại đơn, cho nên be sẽ là is cộng với phân từ 2 của nó là thought. Rồi chúng ta chép nguyên mệnh đề sau lại là gì đây? It is thought that he has left the country. Xong rồi. Vậy là xong. Cách này quá dễ. Và nếu như thi cái này vào phần viết lại câu, học trò của thầy, học trò ở đâu đi chăng nữa, nếu đã được học cái này, không được phép sai. Nếu sai, về tự phạt mình ăn thêm 2 bát cơm. Nào, lấy thêm một cái ví dụ nữa đi. Ở bên này, trước khi chúng ta chuyển sang cách chuyển thứ hai, cách chuyển thứ hai nó khó khăn hơn nhiều, nó khó khăn lắm ấy. Nào, thế thì ví dụ số 2, thầy lấy ví dụ số 2 như sau. They say that she, they say that she had a big house. Rồi, họ nói rằng cô ấy từng có một cái nhà rất to. Ở quá khứ mà. Vậy câu này chúng ta chuyển như sau. Chuyển về bị động. Cách thứ nhất, passive số 1. Như sau, chúng ta mượn một chủ ngữ giả là it. Động từ say ở đây vẫn là hiện tại đơn. Cho nên chúng ta để là gì đây? Is, phân từ 2 của nó là said. Rồi chúng ta chép nguyên cái phần that xuống. That she had a big house. Xong rồi. Hai ví dụ quá đơn giản, không có gì khó khăn cả. Thế nhưng cách chuyển thứ hai của nó thì lại khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng đến với cách chuyển thứ hai. Rồi, bây giờ cùng đến với cách chuyển bị động thứ hai. Cách chuyển bị động thứ hai hơi khó khăn hơn một chút. Thế nhưng vẫn có thể làm được. Cách chuyển này không dùng chủ ngữ giả nữa. Cách thứ nhất chúng ta dùng ngữ giả rồi. Cách thứ hai chúng ta không thể dùng chủ ngữ giả được nữa. Chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Chúng ta sẽ lấy cái thằng chủ ngữ hai này này, vứt xuống làm chủ ngữ cho câu bị động. Để chủ ngữ hai này đây. Đấy, như này nhá. Sau đấy, chúng ta cũng cộng với be, rồi cộng với phân từ 2 của cái động từ tường thuật. Nhưng mà lúc này như sau, cái động từ to be này lại phải lưu ý này, là nó cũng sẽ phải chia theo thì của động từ tường thuật ở câu gốc, tức là ở câu chủ động. Nếu động từ tường thuật ở đây là thì hiện tại, thì be này cũng phải là hiện tại. Và nếu ở quá khứ thì be này cũng phải ở quá khứ. Tuy nhiên, nó lại còn phải phụ thuộc thêm một thứ nữa. Lúc này chủ ngữ 2 này không phải là it. It là chủ ngữ giả, luôn luôn là số it. Chủ ngữ 2 này không chắc đã là số ít. Em phải căn cứ vào ngôi của chủ ngữ 2 này nữa, xem nó là ngôi số nhiều hay là ngôi số ít để chia cho phù hợp. Sau khi chúng ta cộng cái này xong, chúng ta sẽ chuyển cái hành động verb 2 này xuống thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, chúng ta để to verb 2 hoặc to have cộng với cả phân từ 2 của cái verb số 2, rồi cộng với thành phần sau giữ nguyên. Chấm một cái. Được chưa? Nhưng ở đây em nhìn thấy đây, chúng ta có tận 2 trường hợp to verb và to have phân từ 2. Tức là chúng ta phải lựa chọn trong quá trình làm bài xem là chỗ này chúng ta để to verb hay chúng ta để to have phân từ 2 thì sẽ phù hợp. Thế thì việc lựa chọn này dựa theo nguyên tắc nào? Thầy sẽ đánh một cái dấu sao ở chỗ này. Chúng ta để ở đây. Giải thích ở đây là gì đây? Chúng ta sử dụng trường hợp to have cộng phân từ 2 khi nào? Khi xuất hiện sự lệch thì. Lệch thì giữa cái gì hả em? Lệch thì giữa động từ tường thuật và động từ số 2. Lệch thì giữa động từ tường thuật và động từ thứ 2, tức là verb 2 của chúng ta ấy. Lệch như thế nào đây? Lưu ý này, cái lệch thì này không phải cứ lệch là chúng ta để to have phân từ 2, mà nó phải có quy tắc. Lệch thì, nhưng cái lệch này phải ngược một chút. Phải lệch thì ngược. Cái lệch này phải ngược. Ngược. Ngược tức là như thế nào? Tức là hành động ở động từ thứ hai này phải xảy ra trước hành động ở động từ thứ nhất. Có nghĩa như sau, nếu động từ thứ nhất, nếu như động từ tường thuật mà ở thì hiện tại, động từ thứ hai ở thì quá khứ, thì tức là động từ thứ hai xảy ra trước động từ ở thì hiện tại. Quá khứ xảy ra trước hiện tại mà em. Cho nên động từ cái này phải có lệch thì, nhưng lệch là phải lệch ngược. Tức là sao đây? Là cái đằng sau này nó phải xảy ra trước cái đằng trước. Tức là cái đằng sau này ở quá khứ, cái đằng trước này phải ở hiện tại thì mới được.
hoặc cái đằng trước này ở hiện tại, cái đằng sau này ở hiện tại hoàn thành thì được. Chứ còn nếu nhá, cái đằng trước này này mà ở quá khứ, đằng sau này mà ở hiện tại thì chúng ta chỉ dùng trường hợp to verb mà thôi. Hoặc đằng trước này ở hiện tại mà đằng sau này ở tương lai này thì chúng ta cũng chỉ dùng to verb mà thôi. Bởi vì lệch đó là lệch xuôi, còn lệch ngược, ngược tức là đằng sau này phải xảy ra trước cái động từ thường thuật xảy ra trước đó. Thầy lấy ví dụ như bên này, các em sang bên này một chút, nhìn ví dụ bên này. Chúng ta thấy như sau. Ở đây chúng ta có ví dụ, làm lại ví dụ vừa nãy một chút nhá. They say, say này ở thì hiện tại. Thế còn she had a house, nó ở thì quá khứ rồi. Tức là gì đây? Động từ tường thuật và động từ ở trong mệnh đề này đang lệch thì nhau và đang lệch theo kiểu lệch ngược. Lệch ngược tức là gì? Là had ở quá khứ, had nó xảy ra trước say, cái ở quá khứ xảy ra trước cái hiện tại. Và vì nó lệch như thế này cho nên chúng ta sẽ phải dùng trường hợp to have phân từ 2 như ở đây. Và đây chúng ta chuyển câu này như sau. Bắt đầu em nhìn này, thầy nhặt chủ ngữ 2 ra, chủ ngữ 2 đây là she. Đúng theo mẫu, chủ ngữ 2 cộng với be. Nào, chúng ta cộng với cả be, chủ ngữ 2 cộng be, be phải tuân thủ theo thì của động từ tường thuật. Động từ tường thuật ở hiện tại đơn, cho nên be ở đây phải là is, bởi vì she là số ít, cho nên set. Rồi, lúc này chúng ta chuyển verb 2 xuống. Có hai trường hợp, một là to verb 2 hay là to have phân từ 2. Nhưng em thấy rõ ràng là gì đây? Had ở quá khứ, cái này ở hiện tại, chúng ta xảy ra một trường hợp lệch thì ngược. Lệch thì ngược chúng ta để to have, chúng ta gì đây? To have had, tức là to have phân từ 2. To have had a big house. Xong câu thứ nhất. Bây giờ chúng ta đến câu thứ hai. Câu thứ hai, people believe that he is rich. Ở đây chúng ta có động từ tường thuật ở thì hiện tại đơn, và cái động từ to be này cũng là thì hiện tại đơn, tức là nó không nằm ở trường hợp lệch thì ngược. Và vì thế cho nên chúng ta sẽ chuyển như bình thường, tức là chúng ta để trường hợp to verb 2 ở đây. Vậy chúng ta có câu này như sau, lấy chủ ngữ 2 xuống là he. Believe lúc này chúng ta ở thì hiện tại. Hiện tại, động từ to be của he ở hiện tại là is. Sau đấy phân từ 2 của believe. Rồi, chỗ này chúng ta cộng với to verb, chứ không cộng với to have phân từ 2 nữa. Thành gì đây? To be, đây nhá, rich. Vậy là xong câu này. Xong rồi, vậy là chúng ta đã chuyển xong. Có gì khó đâu, dễ lắm. Nhớ như sau, khi chúng ta chuyển câu chủ động của loại này về câu bị động thứ nhất thì chúng ta mượn chủ ngữ giả và lặp lại nguyên cái mệnh đề giáp ở đằng sau. Còn khi chúng ta chuyển về theo cách thứ hai, chuyển về theo cách thứ hai thì chúng ta sẽ phải lấy cái chủ ngữ thứ hai này đắp xuống đây làm chủ ngữ thật. Sau đây cộng với cả be, nhớ là phải tuân thủ theo thì và ngôi của cái động từ, thì ngôi này và động từ, cái thì động từ của động từ tường thuật. Sau đây chúng ta có hai trường hợp, cộng với to verb hoặc cộng với to have phân từ 2. Tất cả mọi trường hợp đều cộng với to verb. Thế còn cái trường hợp mà to have phân từ 2 này này, chúng ta chỉ áp dụng khi mà xuất hiện một sự lệch thì giữa động từ tường thuật và động từ thứ hai. Lệch thì phải là lệch thì ngược, tức là động từ thứ hai này phải xảy ra trước động từ tường thuật. Một cái động từ tường thuật ở hiện tại và thằng này ở quá khứ, hoặc thằng này ở hiện tại và thằng này hiện tại hoàn thành thì mới được. Nhớ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái level khó hơn, một cấp độ cao hơn, là người ta sẽ không cho câu chủ động nữa mà người ta cho câu bị động thứ nhất và yêu cầu em phải chuyển về câu bị động thứ hai. Cùng làm thử xem nhé. Bây giờ như sau. Hết bảng đây rồi. Đây, lấy ví dụ như sau. It is believed that Tom died last year. Rồi, it is believed that Tom died last year. Đây là một câu bị động ở thứ nhất, vì em thấy mượn chủ ngữ giả là is. It cộng với is believed. Câu này yêu cầu em bắt viết về chủ, viết về gì đây? Thành câu bị động thứ hai. Chúng ta chuyển như sau. Vẫn để thằng chủ ngữ 2 xuống làm chủ ngữ chính của câu bị động. Chủ ngữ 2 trong này là Tom. Chúng ta để Tom vào đây. Tiếp này chúng ta cộng với một be và cộng với phân từ 2 của động từ tường thuật. Nhưng ở đây trên này chúng ta có này, động từ tường thuật ở đây chia bị động ở thì hiện tại đơn. Tức là ở đây cũng sẽ phải là thì hiện tại đơn. Và đi với Tom số ít chúng ta cũng để is và believe phân từ 2 để nguyên. Rồi, đến chỗ này mới cộng với to verb hay là cộng với cả to have phân từ 2 đây. Chúng ta nhìn như sau, cái này là ở hiện tại. Thế còn cái từ died, động từ này ở quá khứ, một cái hiện tại một cái quá khứ, xuất hiện cái việc là gì đây? Động từ tường thuật và động từ verb 2 lệch thì nhau một cách ngược, tức là verb 2 xảy ra trước
tường thuật xảy ra sau. Vì thế cho nên chúng ta cần phải dùng một cái to have died last year. Xong. Ok, đã xong mất rồi. Vậy là xong cách chuyển này. Nhìn chung đây là một phần khó và một phần thường xuyên thi ở trong đề thi. Nếu như chỉ thi ở cách 1 thì nó rất dễ, nhưng thi ở cách 2 thì lại là một cái lằng nhằng khác. Thầy vẫn lưu ý bọn em là phải chú ý đến thì của động từ tường thuật và thì của động từ thứ hai trong mệnh đề giác. Nếu hai cái này có xảy ra lệch mà ngược nhau, tức là một cái trước một cái sau, cái động từ thứ hai trước, cái động từ tường thuật sau, thì chúng ta phải dùng to have cộng với phần thứ hai. Hãy nhớ điều này. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập một chút.